Ngày 7 tháng 1 năm 2023, đoàn công tác của báo Tuổi trẻ Thủ đô, tỉnh đoàn Hà Giang, Ngân hàng hợp tác xã đã cùng phối hợp tổ chức chương trình xuân biên giới với trẻ em và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023. Tại chương trình, đoàn công tác đã trao 400 suất quà trị giá 200 triệu đồng cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang và trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở Lũng Cú, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng. Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô cho biết, chương trình Tết vùng cao với chủ đề Xuân biên giới với trẻ em và đồng bào dân tộc thiểu số 2023 là hoạt động nằm trong chương trình thường niên của báo Tuổi trẻ Thủ đô trong nhiều năm nay nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần tương thân tương ái của tuổi trẻ Thủ đô với thanh thiếu nhi và nhân dân có cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa, chia sẻ và động viên thầy cô và học sinh vùng biên mỗi dịp Tết đến, xuân về. Đây là những hoạt động thiết thực với mong muốn mang đến cho các em học sinh vùng cao có một cái Tết đầm ấm, đầy đủ hơn. Đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần tương thân tương ái, chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi vùng biên giới, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.